Hello, xin chào mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của Ngọc Bún. Hôm nay thì mình đã quay trở lại cùng với một video về chủ đề soát son. Bộ son hôm nay chúng mình soát đến từ nhà BBA thuộc dòng Lash Powder Lipstick. Và bộ son lần này thì với thiết kế cực kỳ xinh và những cái màu son thì mình nghĩ là mọi người sẽ tìm được ít nhất là một cái màu son lưu ý trong bộ tập son lần này. Ok, chúng mình cùng bắt tay vào video này luôn nhé. Hôm nay chúng mình sẽ cùng nhau soát một bộ son đến từ nhà BBA thuộc dòng Lash Powder Lipstick. Bộ son thỏi này thì được hãng ra mắt vào khoảng cuối năm 2020. Từ thiết kế vỏ giấy cho tới thỏi son bên trong thì hình trụ vuông được phối màu giữa màu đỏ hồng đất và màu trắng kem, nhìn cực kỳ xinh luôn ấy. Em son ở bên trong thì có màu đỏ đất và thiết kế trong suốt. Ở bên ngoài thì còn có in tên của hãng nữa, in màu rose gold, nhìn cực kỳ xinh xắn. Màu của bộ son lần này thì được đánh số từ 01 cho tới 06. Mình phải nói là rất là thích cái thiết kế son lần này của nhà BBA. Nhưng mà cái thiết kế này thì khi mà mình cầm lên ý, thì mình thấy là hơi nhẹ tay một chút xíu. Thiết kế đầu son của em này vát xéo nên là chúng mình có thể dễ dàng thoa son ở lòng môi hay là đi viền môi sắc nét nhé. Màu son đầu tiên chúng mình cùng nhau swatch đến là màu 01 Just Trust, một tông cam nâu nude MLBB cực kỳ xinh xắn. Em son này khi mình đánh ở trong lòng môi thì nó khá là giống với màu môi thật của mình. Nó chỉ lên màu đậm hơn một chút thôi. Nên là với màu son này khi chúng mình thoa trong lòng môi thì nó lên khá là nhạt. Nên để màu son này lên xinh nhất thì chúng mình nên nhấn đậm vào make up mắt và má nhé. Cái chất của em son này thì khá là mềm mịn. Tuy nhiên để so sánh với năm em son phía sau thì mình thấy là cái chất của em này thì nó sẽ hơi bị bột hơn. Bình thường thì với những tông son sáng như thế này thì cái chất son thì nó sẽ không được mềm mịn cho lắm. Nên là chúng mình có thể hoàn toàn chấp nhận được cái đặc điểm này. Em son này khi chúng mình lựa chọn thoa phun môi thì nó sẽ lên xinh hơn rất là nhiều. Vì cái màu nó lên đậm hơn nên là cái tổng thể make up của chúng mình ấy nhìn nó kiểu không bị nhợt nhạt. Chỉ cần chúng mình nhấn đậm vào make up mắt kiểu nó nâu nâu cam cam và tông má cũng như thế, thì cái tổng thể make up của chúng mình nó lên kiểu rất tây luôn. Là mọi người kiểu thích make up tây thì có thể tham khảo cái tông son này nhé. Em son này mặc dù là son thỏi nhưng mà độ bám thì cũng tương đối tốt. Khi mà mình hôn ra tay thì mình thấy là son cũng không dây ra quá là nhiều và cái màu son ở trên môi thì còn rất đẹp. Màu son tiếp theo đấy là màu 02 Just You. Đây là một màu son kiểu tông đỏ nâu đất nên là mình nghĩ nhiều bạn thì sẽ bị thu hút với sắc son này. Chắc chắn rồi, với tông son này thì mọi người sẽ có thể đánh trên mọi tông da nên là mọi người không phải lăn tăn về vấn đề này nhé. Màu son này khi mình đánh ở trong lòng môi thì sẽ lên một cái tông đỏ đất kiểu nó ửng ửng rất xinh. Và với màu son này thì mọi người có thể sử dụng đánh hàng ngày, đi học hoặc là đi làm, mình thấy rất là phù hợp. Em son này thì sẽ có mùi vani hơi ngọt nhẹ một chút xíu, nhưng mà cái mùi này thì cũng khá là nhẹ thôi, nên là với những bạn mà kiểu không thích mùi trong mỹ phẩm ấy thì mình nghĩ là cũng có thể chấp nhận được em son này đấy. Cũng với màu son này, nhưng mà nếu mọi người muốn có một cái ngoại hình thu hút hơn thì có thể lựa chọn thoa em này ở full môi nhé. Khi thoa full môi thì nó sẽ lên đậm và có nhiều sắc đất hơn. Màu son tiếp theo, màu 03 Just Smile, tông cam đất ấm. Bình thường thì vào hè mình sẽ thích sử dụng những tông son cam hơn, bởi vì khi sử dụng thì mình thấy là cái tổng thể make up của chúng mình nhìn nó kiểu rất tươi trẻ và phù hợp với mùa hè. Với những tông son cam thì mình thấy là mọi người hơi kén chọn một chút, bởi vì sắc cam mà nếu còn chứa sắc vàng nữa thì nó sẽ làm da của chúng mình không được trắng này, và men răng cũng không được trắng nữa. Nhưng mà với màu son 03 này thì đã có chứa sắc đất ở bên trong nên đã dễ sử dụng hơn rất nhiều. Với những bạn kiểu thích tông son cam thì có thể lựa chọn em son này nhé. Khi mà mình sử dụng em son này trong lòng môi thì sẽ có ngay một cái ngoại hình cực kỳ tươi trẻ và phù hợp với mùa hè.
Trừ 101 ra thì cả 5 em son còn lại đều có chất son cực kỳ mềm mịn và lên màu chuẩn ngay từ lần quẹt đầu tiên. Với những bạn mà có môi khô và môi có nhiều rãnh thì vẫn có thể sử dụng được em son này nhé. Em son này thì lên môi khá là lì, nhưng mà cảm giác khi son ở trên môi thì cực kỳ dễ chịu, giống như kiểu là chúng mình không đánh son ấy. Phải nói đây là cái chất son thỏi mình thích nhất từ trước tới giờ, nên nếu bạn nào đang cần tìm một cái em son thỏi mà nó lì, nhẹ môi thì rất nên tham khảo bộ son lần này đến từ nhà BBA nhé. Tiếp theo màu son 04, Just Forget, một tông son đỏ ruby cực kỳ xinh. Đây cũng là màu son mà mình thích nhất ở trong bộ sưu tập son lần này. Màu này làm mình liên tưởng tới màu ruby gu của MAC, nhưng mà với chất son này thì nó sẽ làm môi chúng mình mềm hơn và cái mức giá thì nó cũng mềm hơn rất nhiều lần nữa. Em son này thì có trọng lượng là 3.5g và một thỏi son bán ra thì với giá là 160.000. Mình thấy là đây là một cái mức giá cực kỳ rẻ luôn ý, nên nếu bạn nào đang cần tìm một cái tông son thỏi thì đây là recommend của mình dành cho mọi người. Em son này khi mình thoa nhẹ một lớp vào trong lòng môi thì sẽ lên tông đỏ lạnh tươi tắn. Với màu son này thì chắc chắn rồi, sẽ phù hợp với mọi tông da, cực kỳ tôn da và trắng răng luôn. Và màu son này thì sẽ phù hợp với mọi lứa tuổi. Những bạn trẻ khi mà đánh màu son này lên cũng rất xinh, hoặc là những cái lứa tuổi như là mẹ của mình ấy thì khi đánh màu son này lên thì nó cũng rất là tươi trẻ nữa. Và đặc biệt đấy là mặc dù em son này là son thỏi nhưng mà độ bám khá là tốt, khoảng tầm 4 đến 5 tiếng nếu mọi người không ăn uống gì. Còn nếu mọi người uống nước thôi thì nó sẽ chỉ dây ra một chút xíu. Còn nếu mọi người ăn một cái bữa ăn lớn có dầu mỡ ấy, thì nó sẽ trôi và chỉ còn một cái lớp tin màu bên dưới. Tuy nhiên thì cái lớp tin màu bên dưới thì nó sẽ giống màu son bên trên, là mọi người có thể yên tâm nhé. Để màu son 04 này lên đẹp nhất thì mọi người chắc chắn phải thoa em son này full môi. Nếu mọi người đang muốn tìm một cái em son để đi tiệc tối này hoặc là đi event nổi bật ý, thì đây là recommend của mình dành cho mọi người. Khi đánh lên thì cực kỳ nổi bật luôn. Với màu son này chúng mình cũng không cần make up quá là cầu kỳ, chỉ cần kẻ mắt một chút này, lông mày một chút xíu và một chút xíu tông má hông nhẹ nhàng thì tổng thể mà nó rất là nổi bật. Tiếp theo màu son 05, đây cũng là một cái tông son đẹp và dễ sử dụng ở trong bộ sưu tập son lần này. 05 Just Try là một cái tông hồng cam đất nhẹ nhàng, màu này thì sẽ phù hợp để đánh hàng ngày, đi học hoặc đi làm thì cực kỳ phù hợp luôn. Chắc chắn rồi, tông son này thì sẽ phù hợp với mọi tông da, cực kỳ tôn da và trắng răng, nên bạn nào nếu mà thích tìm một cái tông son nhẹ nhàng để sử dụng đánh hàng ngày thì lựa chọn của mình chính là màu son 05 này nhé. Khi đánh em son này thì mình thấy là kiểu cảm giác nó rất là nữ tính và đằm thắm ấy. Và với màu son này thì chúng mình có thể thoa đẹp với cả lòng môi hay là full môi. Nhưng với bản thân mình thì mình sẽ thích thoa em son này ở full môi hơn. Cảm giác nó vừa kiểu nữ tính này, vừa kiểu trưởng thành, vừa kiểu quyến rũ ấy. Thế là mình rất thích. Vậy là chúng mình đã đến màu son cuối cùng ở trong bộ sưu tập son lần này, đấy là màu 06 Just Feel. Theo mô tả của hãng thì đây là màu của cánh hoa hồng khô, nhưng khi mình swatch ra tay hoặc là đánh lên môi thì mình thấy là tông son này nó sẽ tươi hơn một chút. Mình thấy là mấy chị bên Hàn Quốc thì cực kỳ thích đánh tông son như thế này. Màu son này thì sẽ phù hợp với những bạn kiểu có da trắng và thuộc tông lạnh thì màu son lên sẽ xinh hơn, và khi đánh em son này thì răng của chúng mình cũng rất trắng nữa. Còn với những bạn kiểu có tông da vàng giống như mình thì màu son này lên sẽ không được xinh cho lắm. Với những bạn mà đang muốn thử những cái tông make up kiểu Hàn Quốc thì có thể là tham khảo em son này nhé, bởi vì khi đánh lên nhìn một phát là biết kiểu make up tông Hàn Quốc luôn. Với màu son này thì mình thích đánh em son này ở full môi hơn, vì khi thoa full môi thì nó sẽ kiểu lên nhiều sắc đỏ hơn ấy và cũng sẽ dễ đánh hơn rất là nhiều. Em son này khi thoa trên môi thì cực kỳ mềm mịn và cảm giác như kiểu là không có son ở trên môi luôn. Tuy nhiên thì để màu son này lên đẹp nhất thì chúng mình cũng nên tẩy tế bào chết môi kỹ một chút, khoảng 2 đến 3 lần một tuần thì màu son sẽ lên rất xinh. Đây là một em son với mức giá vừa phải, chỉ có chưa tới 200.000 thì mọi người đã sở hữu được một em son như thế này, nên là cực kỳ phù hợp với những bạn học sinh, sinh viên kiểu chưa có nhiều thu nhập thì có thể tham khảo một em son như thế này. Và những cái màu son thì cũng cực kỳ xinh và trendy nữa, nên là mọi người có thể tham khảo nhé. Không biết là mọi người thích màu son nào nhất ở trong bộ sưu tập son lần này, có thể để lại ở phần comment cho mình biết với nhé. Bây giờ chúng mình sẽ cùng nhau sử dụng nước tẩy trang để tẩy đi 6 màu son này trên tay để cho mọi người xem stem màu của em nó nhé. Stem màu thì sẽ giống màu son bên trên, nên là mọi người có thể hoàn toàn yên tâm. Ok,
Ok, vậy là mình đã vừa cùng với mọi người soát xong mẫu son mới đến từ nhà BBA. Không biết là mọi người thích mẫu son nào nhất, bản thân mình thì thích màu 04 nhất, bởi vì đây là một cái tông son đỏ mà cực kỳ dễ sử dụng và có thể đánh ở trên mặt mộc luôn. Cảm ơn mọi người đã xem hết video hôm nay. Đừng quên like, share và subscribe YouTube của mình và vào nút chuông bên cạnh để có thể nhận thông báo khi mình đăng video mới nhất. Còn bây giờ thì bye bye.